Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều xem giá rẻ nhé. Hello em, chào toàn thể tất cả cô chú anh chị nha. Mùa Covid này thì nói chung là mua bán ế ẩm quá. Trần Anh vừa mua một mẫu xe của Pháp nè, Wiwawen, một dòng xe 4 chỗ, cửa sổ mui trần nha. Đây cô chú anh chị nè, đẹp chưa? Em sản xuất năm 2012, xe đẹp xuất sắc luôn. Mẫu này thì chắc chắn rồi, rất là thương hiệu. Một mẫu xe hàng nhập của Pháp nha cô chú anh chị. Vô lăng tích hợp trang bị 4 năm túi khí trên chiếc xe nè. Anh chị coi nè, mở cửa nè, mui trần đẹp không? 4 cánh chỉnh điện, hệ thống chỉnh điện người ta sẽ nằm ở đây. Gương chỉnh điện, gương từ cục từ mở, chìa khóa thông minh lock. Đây cô chú anh chị à, lock kính lock khóa đầy đủ tính năng trên chiếc xe nè. Đẹp chưa? Mẫu này cô chú anh chị mà muốn bước vô trong sâu thì chỉ cần lật tay lái lên. Đây, ghế nó sẽ nhảy lên. Và phía sau là chúng ta có hai chỗ ngồi. Phía sau, xe này cực kỳ nhỏ gọn rồi. Đi đôi là cái điều đặc biệt hơn, Trần Anh muốn nhấn mạnh là mui trần nha cô chú anh chị nha. Khi Trần Anh ngồi vô đây, em cảm giác nè, bầu trời xung quanh rất là thoải mái. Đấy, mua về chạy chơi mùa Covid thôi. Qua hết Covid Trần Anh lại bán lại nha. Đây cô chú anh chị, khay học con ngựa đầy đủ tính năng, khay học tùy tay đầy đủ rồi, các kiểu rồi. Mui trần xếp 3 lớp, cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Con này năm máy, máy 2.4 nha. Đẹp chưa? Trang bị bên phụ là e băng túi khí nè. Remote chỉnh điện LCD điện tử hết toàn bộ nha. Toàn diện trên chiếc xe, dòng xe số tự động. Cực kỳ là đẹp luôn. Bà con đánh giá về mẫu này thì bà con cho Trần Anh mấy điểm? À, phần tắp bi nè. Phần tắp bi nè, nhựa cứng nguyên bản của dòng xe của Pháp. Hai cụm đèn phía sau, cả miếng ghê đầy đủ tính năng. 51G74610 nha cô chú anh chị. Xe này mới của nó cả tỷ mấy. Đợt trước mới tỷ mấy. Một mẫu xe thể thao. Trang bị là e băng túi khí nè, tay nắm nè, khay học để đồ nè. Đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Ghế nè, ghế da nguyên bản nè. Trang bị túi khí bên phụ. Đẹp chưa? Đây bà con trải nghiệm phần tắp bi cùng với Trần Anh nè. Đó, mui trần hết toàn bộ nha. Đây cô chú anh chị, nào, chúng ta trải nghiệm nè. Đây cơ sở, đấy mui trần nè. Đẳng cấp chưa? Khi chúng ta gập xuống, đó, gập xuống cái này kéo xuống rồi là xong nha. Kéo xuống rồi đậy lại nè, là chúng ta sẽ có một mẫu xe mui trần xếp cực kỳ là đẹp. Đăng kiểm tháng 4 năm 2021. Đẹp chưa? Hai cụm đèn xenon, lên bóng xenon mấy chục triệu. Đó, Trần Anh mua về, Trần Anh chạy đó. Chạy qua dịch em bán tiếp mẫu này nha. Bốn cánh cửa là kính bấm hết toàn bộ này cô chú anh chị nè. Đó, khi chúng ta đóng lên rất là đẹp nha. Đây cô chú anh chị, đóng là bốn cánh bấm nè. Nhìn rất là sang trọng và đầy lịch lãm luôn. Đây là một press nè, kéo nè. Kéo để cho nó nhận, khóa nè. Đó, kéo xuống để khóa. Khóa mui trần nha. Rồi, đây bà con, chúng ta xếp mui trần lại nè. Đây, xếp mui trần lại. Anh chị thấy đẹp không? Quá là đẹp. Rất là bà rồ luôn nha. Đây, đó, mui trần được xếp rất là thẳng thắn. Giờ đây chúng ta chỉ việc ngồi lên và sử dụng thôi. Ok chưa? Trang bị cho nó một cái đầu đĩa CD nghe nhạc thôi. Bass single e băng thứ khí off on nè. Đầy đủ các tính năng trên chiếc xe nè. Vô lăng tích hợp, trợ lực nhẹ tưng. Đồng hồ cực kỳ là nhỏ gọn nha cô chú anh chị. Cục máy đẹp lắm. Toàn ơi, Toàn ráp này vô cho anh cái. Rồi, mở nắp capo ra cho anh. Đấy, kính nè. Dòng này xe 5 máy nè cô chú anh chị nè. 1, 2, 3, 4, 5, rất là ngộ. Dòng xe của Pháp nha. Máy 2.5 nè. Ok chưa, trang bị là ABS đầy đủ cái tính năng rồi. Hai bên đẹp như nhau, không có dấu gì đâm pha nha. Đó, xe công vụ của em á. Xe này thì ba cô chú anh chị cũng phải lo về chất xe đâu.
đẹp chưa? Một mẫu xe thiết kế y chang dàn xe con cóc nha. Y chang dàn xe con cóc, không khác cái gì. Bốn cánh chính điện, đẹp chưa? Mui trần nè, bấm lên Toàn, bấm mui trần xếp cho anh. Đấy, xếp lại nè. Ok chưa? Và chúng ta có một cái nút khóa, đây là nút khóa, cô chú anh chị khóa lại phía trước nha. Là xong. Chuẩn không? Đây là lớp da, được trang bị lớp da cực kỳ là xịt. Da này chống thấm nước nha cô chú anh chị nha. Chống thấm nước. Đó, Trần Anh mua về, Trần Anh chạy mùa Covid đó. Chạy xong rồi em bán nha. Cô chú anh chị nào biết về dòng xe của Pháp này thì alo cho Trần Anh ô tô. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại đây này. Em see you and goodbye.